Nếu mà bự như vậy đó, mà nhờ ông tu nha, chứ nếu mà ông mà không tu đó, là kể như mình đây là chừng dài bất thường, không có gì để gọi là khó khăn với ông dài nữa chứ. Cho nên hôm nay tu rồi, nghe lời thầy chỉ dạy tu. Một hôm nọ đó, Đức thầy Tây An với Đức Cô Quảng đó, là có dịp đi ngang chỗ núi Bà Đội Ôm và núi Ông Cấm, hai bên cấu xé đánh với nhau, nào là ông Hổ bên núi Ông Cấm, ông Hổ bên núi Bà Đội Ôm, hai con tranh gấp cái ranh giới nhau đó, cắn xé những con heo rừng đó ăn ở dưới tại dưới chân như đó. Rồi Đức thầy Tây An với Đức Cô Quảng thấy như vậy thì mới chứng kiến. Ngài mới nói nè, từ đây trở lại sau không có dùng cái cách là tranh đấu cắn xé ăn mà như vậy nữa. Ta là hôm nay ta phân biệt từ đây trở về sau, ai tu á hãy qua núi Ông Cấm, còn ai không tu á thì hãy qua núi Bà Đội. Thì Đức thầy Tây An phân biệt ranh giới rõ ràng, thì liền vào đó Đức thầy Tây An trở về nơi chùa Thái Sơn. Bữa nay chúng ta sẽ tới đó. Về đó rồi trong đêm kia đó thì Đức thầy Tây An bảo này Đức Cô Quảng, sáng ngày đó con đi ra chợ Nhà Bàng đó, con mua cho thầy một tấm vải màu đỏ. Đức Cô Quảng nói mua với thầy, thì con mua đi rồi về con sẽ biết. Thì lãnh lệnh của thầy sáng ngày sớm ra đi ra ngoài chợ, gọi là chợ Nhà Bàng đó, mua tấm vải. Rồi bắt đầu xong đàng hoàng về tầm thầy, con đã mua tấm vải xong rồi, thầy con chuẩn bị con ngựa đi với thầy làm lễ nghi cho họ. Thì Đức Cố Quảng lãnh cái lệnh là đem chiếc xe ra, bắt con ngựa ở trước, kéo hai thầy trò từ ở chùa kéo dài vô tới đây đó. Hồi đó đi cái đường gập ghềnh lắm, đi bằng xe ngựa cỡ khoảng 2 tiếng đồng hồ mới tới. Khi đi tới đó rồi thì buộc con ngựa tại dưới chân núi đó, thầy trò là Đức Cố Quảng vác cái bánh vải lên từ trên núi lên có khoảng chừng một cây số đó. Thì ngay trong lúc đó là chỗ cây cối tịch mình đó nha, lời Đức thầy Đại An mới cắt giọng lên nói: thôi bữa nay đã có duyên lành lắm, thầy đã đến đây làm lễ quy y cho các con, ra đây thầy làm lễ quy y cho. Thì vừa nói dứt tiếng bắt đầu gió lên một cái ào ào ào, thì trong một chút lát nữa không còn gió nữa, trời yên lặng. Thì từ trong lùm đó bắt đầu bò ra lểnh mểnh, có con ha bò cả ha cắt đầu lên mấy thước ngóc mà nó đưa tới đưa lui nè, còn nào là cọp, nào là rít gắn đủ thứ cho quý vị bò ra. Thì Đức Cô Quảng lúc đó quá sợ đi, cái Đức thầy Tây An đó chút sau lưng nó nói: con đừng sợ, họ ra làm, họ ra đi đi với thầy đó. Thì mới bảo Đức Cô Quảng xé bánh vải ra bề ngang chừng hơn tắt mình để theo quý vị, còn chiều dài đâu cái sải gì đó, rồi xé bánh vải đỏ ra bắt đầu buộc vào phần cổ con cọp, buộc vào phần cổ con gắn. Miệng thầy nói cắt hạ cái đầu sát xuống, thì con gắn từ trên 4-5 thước hạ sát xuống buộc vào trong cái đầu. Thì xong đàng hoàng rồi thầy nói: rồi hôm nay thầy đã chứng nhận cho các con đó đồng ý quy y với thầy, thì thầy làm lễ quy y cho, kiếm chỗ nào kín đáo ẩn nấp để lo tu nha, sau này có việc thì gọi các con ra. Thì từ con thứ nhất đến cái con mười mấy là dân dân như vậy đúng không chị. Sau khi ẩn nấp vào núi Cấm nó tu đó, thì bắt đầu thầy mới nói tiếp nè: còn về bên núi Cô Tô đó, còn về núi Bà Đầu Ôm đó, nếu ai không tu đó qua đó nha, từ đây trở về sau là nhờ các vị chư thần đó dằn đá dằn đầu là không cho bò ra những ngoài lộ xá phá người ta gà vịt heo cuối hoặc thăm họ thăm hoặc là cắn xé những người phá phái người ta bằng vậy. Thì nhờ chư thần đó dằn đá dằn đầu đó ở bên núi Bà Đầu Ôm. Núi Bà Đầu Ôm bây giờ ai có dịp đi bển nha, là Đức thầy Tây An đặt cái núi Bà Đầu Ôm là gọi là một cái chuồng nhốt thú, giống như cái lồng bàn mà để đồ ăn đúng không vậy. Núi Bà Đầu Ôm á, đá cắt kê chồng chồng lệnh lệnh giống như nồi bánh canh mà chúng ta lấy cái giá mà dạo lên một cái vậy đó, thú vậy. Mà hiện giờ chưa tới việc, năm xưa mà có con rít mà nó ra nó bò ra đó ha, nó dám dắt con bò vô hang, con bò mà dãy chết á, con bò gốc lên một cái dãy búng cái giò, con bò búng vô cái giò bò của con rít á vậy đó mà gãy đó ha. Rồi con bò con rít á tha con bò vô trong hang, còn lại một chân của con rít đó, giáp hại hai chồng anh Miên la lên thì giáp nó chăn dạng rồi. Thì bu lại coi là cái giò là chăn là 17 kg, cái giò bò của con rít mà 7 kg là quý vị thấy tưởng tượng như thế nào. Thì liền vào đó thì bắt đầu trở về đây là ở núi Ông Cấm này. Thì bây giờ quý vị thấy đó ha, là cây cối quang vắng mù mịt mà Đức Thầy chúng ta ám chỉ cho là ai mà ăn ở ngược xuôi bị nơi gắn rít chẳng vui đâu là.
rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần, ai mà tu tỉnh chiên trần là đường ngay sẵn có thành độ cho. Ngài cho biết là hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này ra đón, ai mà ngỡ nghênh ngang đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Đây là những cái loài thú đã tu cho quý vị. Từ trước giờ đoàn đã đi trải qua thời gian mấy chục năm rồi, thì đi thỉnh thoảng có người ha ngang ngược, có thể là ổng cảnh tỉnh làm cho thấy thôi, à, hết hồn hết vía về tu thôi. Chứ thực cắt ra những người địa phương đây ta nói là thú đây hiền lắm, chưa từng nói là thịt ai, chưa từng thấy là hù lạc ai, là những loài thú đó đã nghe lời thầy tu rồi. Kính thưa cho quý vị, thì những cái loài thú đó đó sau này đấy ha, thì tu đó thành ra nó có được biết được những người nào tu là không tu, là cho biết là người tu đó, thú ấy nó cúi đầu, nó biết cho nha, người tu thú ấy cúi đầu, người không tu niệm nó hầu nó ăn. Còn bây giờ đấy ha, mà mình không biết tu niệm đấy ha, sau này là làm mồi cho những cái loài thú đó, là đau khổ vô cùng. Kính thưa quý vị, để kể sơ lược cho quý vị biết là những cái loại thú ẩn núp vào ở trong núi cấm đây, để thầy chúng ta quả quyết cho biết đó là hổ lang đó, gít rồi đó ha, là ai mà ở ngược xuôi rồi đó, hoặc là những cái chuyện mà hung dữ đó, sau này là làm mồi cho những cái loại thú đó. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu qua, đệ tướng sẽ đến với quý vị sẽ đọc lại một đoạn giảng, mời quý vị cổ vũ cho một tràng hoa tay. Đẹp trai không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa toàn thể quý vị, giảng pháp hôm nay là ngày 24/9, thấy đoàn chúng ta cũng trở về điểm di tích, chúng ta kết duyên ở nơi đây. Và vừa qua chúng xin có giới thiệu cho con đọc một đoạn giảng để đọc những đầu đoạn sáng hôm nay, xin tưởng mong cho quý vị quan thị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đã trải 2 năm dương mang một túi đông thương lòng hằng mong phổ dùng đồ cách thanh từ muốn khai kinh thả ca trời chưa cho thoáng vàng gặp bụi quân tâm đời đầy câu nhân hạ sông bể cổ đông chừng nào mới cho sông câu ấy nhớ dân hồn phải chờ linh thiên công tại sao ta lại bệnh ấy là tâm bệnh dễ hết được đi sao. Nam mô A Di Đà Phật. Ông sư Tà Lơn này, ông tụng kinh cũng hay mà đọc giảng này cũng mùi ha. Hôm hôm ông tưởng đâu ông xài canh dưỡng da, nhưng mà giờ nhìn kỹ cái mặt ông trắng thiệt. Dạ, kính thưa chú quý vị, tiếp theo đây chúng tôi cũng xin giới thiệu qua đại cường sẽ đọc đoạn giảng để bắt nhập cầu cho lưỡng với tặng lên hát một cái bài chia tay, sau kế nữa thì để phận
là sư Mỏng đó, rồi sẽ gặp gỡ những gì nữa là kết thúc, rồi bắt đầu chúng ta sẽ cúng phát nguyện cho những anh và chú bỏ ngụ và bỏ thuốc. Xin mời Đại Cường, xin mời quý vị hỗ trợ chồng bắt tay. Này lang thang vô côn hồi tối đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đầy bắt nhiệt cầu cho huynh lượng và huynh phận lên đây con xin tụng năm qua bài Tình Yêu Nhân Loại của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Ta có tình sẽ chia tay trong một cái chuyến đi kỷ niệm trong 4 ngày. Phải bữa hổm tôi phải tính lại sao chứ giờ đi đây đó mấy ngày chưa nói chuyện trao đổi với bà con hết ý nữa, mà hôm nay bỗng chia tay sao thấy như nó hơi buồn ngủ chút xíu. Có thể là tại vì mình chưa có chia sẻ hết những cái ý đó, chưa làm quen được hết nữa. Bất quá thấy gương mặt quý vị hiền từ vui vẻ thôi, chứ chưa có hỏi thăm là quý vị ở đâu tên gì nữa. Để tôi hỏi thăm tới đằng nữa mấy anh em chúng tôi lỡ đi ngang một cái làng đó, cái dịp đó đó là ghé ăn bữa cơm. Rồi bây giờ chưa biết nên thôi bây giờ tôi ý kiến quý vị sẵn đây, đoàn mình đi qua Hà Tiên hai bữa đi, để cho làm quen hết quý vị chịu không? Sẵn vậy đó, cho nó thêm nữa ha. Kính thưa quý vị, đã kết thúc trong một cái chuyến đi hôm nay thì thời gian còn động chút xíu nữa thì chúng tôi xin giới thiệu qua là Đệ Lưỡng và Đệ Tặng sẽ hát lên một bản là Chiến Kỷ Niệm Du Sơn. Mời quý vị ủng hộ cho một tràng pháo tay. Kính thưa toàn thể bà con bác cũng như quý vị, trong buổi sáng này thì chương trình chúng ta thì cũng còn dài một trong vài điểm nữa thì chương trình cũng đã khép lại trong những chuyến ăn chơi hôm nay. Thì chút xíu là sẽ trở về quê hương thì nhà ai nấy ở rồi, chuyến đi nào thì cũng có nỗi vui và nỗi buồn nó đi song với nhau. Thưa quý vị, thì giây phút chia tay quá ngậm ngùi, ra đi trong dạ chẳng hề vui, gặp nhau để rồi lưu luyến mãi, ai tặng cho ai tiếng nói cười.
hay là lời xưa nó bảo là trong hội ngộ đã sẵn mầm ly biệt, trong ăn vui có ngầm chứa khổ đau, có hợp mặt tất phải có xa nhau, và có tương ngộ cũng có ngày ly biệt. Thì trong buổi chia tay này thì mình xin hát với này là cái Út. Ông chuẩn giả hát với con gái Út một bài ca kỷ niệm buổi chia tay gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Xin ủng hộ cho con một tràng vỗ tay đi. Quên nữa, gái hát trước đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa xin đại diện cho ông Phật đoàn, kính thưa tổng tổng thể của các bạn kia, thì suốt bốn ngày qua thì cháu cũng cùng các anh đoàn cũng đi theo, cũng hỗ trợ, có cả không khí cho thân tình không. Thì cho lại cho bên mà cảm ơn, thì thay mặt cho chủ, cảm ơn quý vị Tân Diệp, Tân Sơn, Hạ Dốc. Chuyến này về nhà cố gắng làm sao ít nhiều, cố gắng lo tu, gắng ăn chay, gắng lo niệm Phật, dù lâu mau không cần thiết, một ngày cũng giấc ngộ là tốt, một ngày không giấc ngộ là con chùm xuống đọa địa ngục, nó đơn giản đâu, đó. Rồi, ít nhiều, nếu mà không ăn chay thì một ngày đó mình ăn mặn, mình không có giảm khóc không? Rồi họ có giải không á, xuất sinh là nó đứng đầu rồi, rồi giết mạng phải trả mạng chém giờ chém giờ, cũng như vừa gò tôi cũng là bị động tà đó, có anh em ta học không hai này kia rồi, đó là có ngày nè, cô bà đó mà bả mà nó chết rồi đó, hay là mà yêu cầu ở trong ra là tâm lãi mà không ăn không uống luôn, cũng lo lắng cầu sao cho bả sức về đặng mà ra đặng mà bầu thôi gì đó cho đúng mẹ, chứ một ngày đó mà chết một con mẹ có ngày mẹ tội của con, có phải không đó, nó đơn giản đâu. Thì trong nó ý đó, nó dụ như hôm nay mình có sức khỏe mình phải gắng làm sao, mình phải có cái giác ngộ, không có tấm từ bi, có hiền lành, dù ở xa dù ở gần cũng gạt hết, mình có cái hành lành là được rồi. Tại trong ngày đó được giải thoát rồi, chứ không tặng thầy đạo gì hết đó. Thì trong 4 ngày này thì em cháu cũng không có nói gì để quà được tặng cho cô bác, thì chỉ gửi lại cái tinh thần thôi, chứ dùng thứ nghèo khổ mới tu và làm cái tiền tặng sao đó. Yeah. Đưa máy thì tôi nói chứ. Nó nghe con khờ của tôi, nó muốn nói gì nó nói à. Nó đâu kiểm soát được số quân đâu. Muốn làm nó làm đi. Không nói gì chứ, sáng giờ cũng nói, cũng cô bác cũng bỏ qua, cũng cảm nhận nha. Thế bởi vì nhà cái mấy thì ta muốn chở con đó mà ba chân núi, mà nó chở sạch bắt cả chân núi sao. Thấy không? Ca cũng thông cảm rồi thôi, giờ đây để tôi có chương trình để hát bài hát mang tên kỷ niệm chiến Du Sơn. Mời quý vị ủng hộ cho một tràng pháo tay. Mai này mình sẽ chia ly, lòng nghe lưu luyến bao niềm kiên nhớ thương, ngày về quê hương lòng vẫn mang kinh nghiệm bao nỗi vui buồn, xin hẹn lại năm sau. Giờ đây mình cách nhau đôi nơi, người ơi đi về cô còn nhớ trong ngày chưa cho anh đang hút giữa rồi cha nội. Hai người thuộc không có chồng, do vậy mà ai muốn ca đâu ca. Thôi vậy tôi làm để hút đầu nha. Ủng hộ dạng cái tay đó quý vị ơi. Mới gặp nhau sao lòng nghe hớn hở,
cách biệt rồi chắc ít có dịp đến thăm. Chớ sông dài cá loại biệt tâm hòa duyên đồng đảo. Hòa hòa duyên đồng đảo dù xa xăm cùng gần. Vợ không chứ? Về thấp chia tay sau cảm thấy ngậm ngùi. Khi nhìn từ đây dần thả xuôi theo dòng đình mê. Nhưng để chơi dù cho mọi thứ mất bóng mê mê mê. Chỉ có bốn ngày cảm thấy giống như ngày trở lại quê hương nghe tim lòng ướt lệ. Gặp gỡ thân giao chưa từng vun nghĩa để mình khác họ người nhưng mà ý gì tâm đầu. Chia tay vui vẻ chớ sầu, chia tay nắm chặt nhịp cầu nhớ thương. Chia tay hai ngã lên đường, chia tay hẹn gặp tay buông di đà. Tôi biết nói sao đây, trong phút chia tay này. Nghe đến lên anh hào, nhìn đến mắt tình sắc tương liên nhau. Ôi nghe bốn lâu đoạn trường buông, ngày đường cháy hoa lẻ máu. Từ ngày cô bác mình lên đường, lên đường vui. Biết bao tình tôi mong ai ơi, đắng cay sớm chia nhau cùng ai. Đành lòng khó tan tình chung. Ôi nghe đắng cay nghẹn ngào, lòng chân trào biết bao sầu thương. Một lần sao tuổi để chia tay, hỏi ai không buồn thương nào. Nay cô bác mình xa nhau bao nhớ thương, xin hẹn lại kiếm sao. Ngày trở lại với hương chúc toàn quân bác sức khỏe được dồi dào lòng thương yêu ai chăng. Đạt nơi về cực lạc biết tìm xa và nỗ lực tiến xa có được nhà. Cứ vì lạc tâm hẹn lại lòng sao ta cùng chung hối ngộ. Trong tâm tiếng du sơ thượng lộ đông trình. Chia tay Chuẩn bị lên chưa chàng muốn ra được mắt à. Hai cái ông này hợp tác ca mấy ông thầy đờm đờm chết luôn. Ông ca trên mây, ông ca dưới đất. Kính thưa chú quý vị, đây là kỷ niệm trong chuyến đi du sơn 4 ngày trải qua thời gian. Đây là một cái sự ấn tượng từ cái chỗ đi đứng về cách là ăn uống cùng nghỉ. Đây là kết thúc trong một cái chuyến đi hôm nay. Thì chỉ còn động lại chút xíu nữa thì chúng tôi sẽ làm một cái lễ. Cho nên mình biết được đó là không tốt, cho nên bây giờ mình sẽ phát nguyện bỏ thuốc bỏ rượu để về nhà chuyến này về tu cho gia đình của mình được bình yên vô sự. Thì bây giờ thời gian hết xin đành tạm biệt, bước xuống xe trở lại quê nhà. Chia tay hẹn bụi tao cùng, nếu còn đi nữa thì là gặp nhau. Tham quan hẹn lại chiếc sau, cùng nhau hiệp mặt biết bao vui mừng. Chú gì thì ông Tùng chết rồi. Bây giờ quý vị đi nữa không quý vị? Đi nữa không quý vị? Đi nữa không quý vị?
à, đi nữa ha. Thì bây giờ hôm nay trước khi để làm lễ phát tâm cho mọi người thì đồng đạo Tùng lên đây có vài lời với bà con cô bác. Cho chào tay quý vị ơi, lột nón ra, nói gì thì nói. À, anh chị không biết cái ông sao muốn dọn tay qua đó. Phát biểu lên nói gì hơn nó dậu đây nè, dậu đây nè ba. Phát biểu nhà phát biểu mấy ngày nay đi sao đó, đi sao, sao vui rồi không đó, đi sao nói đi. Út phòng trắng đi, út phòng trắng, út chú phòng trắng cho ông nói út. Ông nói gì thôi xuống đi, kêu ta chia nãy còn khác ta lên. Ốc phòng trắng đi hay vô cho bà con đi, chuyện này có vui không? Bà con cái này, này vui không? Rồi Ốc phòng trắng đi Ốc. Bà con cái này vậy dạ, ăn tôi hết không nha. Phòng trắng đi. Nhớ nó coi gì coi nha, tôi hết luôn rồi chị Trường luôn hết luôn nha. Đừng có số đừng con nha. Đừng có số. Đó là ngôn gãy. Mời A Di Đà Phật. Trước tiên không biết nói gì hơn, bữa nay là ngày vui quá trời vui, mà nay là ngày cuối cùng chuyến xe này là cuối cùng lại về quê, mà nó biết nói gì hơn. Trước khi mình chúc cho bổn đạo gần xa bà con cô bác, chúc cho mạnh thường quân, chúc cho mà mạnh cơm mạnh áo của mấy người mạnh quân mà mạnh thường quân vui vẻ, và cho mình nay đi vui, mình không biết có gì hơn. Rồi mình chúc cho đoàn xe này chúc sao vậy đi về vạn sự như ý và bất lộc bất tài, ước chi được nấy, giàu sang phú quý, tiền vô trong nhà, lúa vô đầy bồ, và an khang thịnh vượng, sống lâu trong tuổi với con với cháu, và không biết nói gì hơn. Đây mình đọc một bài giảng. Hát đi. Bây giờ mình hát bài lên đường tầm quân đi. Lên đường tầm quân xa phố, xa tiếng mẹ hè, cho dù biên lửa hơi đảo ta nhà hiền quý, mẹ ơi dừng về quê nhà xin khẽ dừng về, con sẽ quay về theo nhịp của đoàn quân ta, con sẽ quay về theo nhịp của đoàn quân ta. Chưa bà con, mẹ ơi đường quân nó quá nhiều uy gian khó, đêm tận đêm con giáp mặt với quân thù. Bước quân mang súng nặng mang đi dình giữ quê hương vườn ruộng xóm làng, nắng giữa hè đáy rất dỗ kiếm tiền tình thương nơi lạnh lạnh giá gần núi biên cương chuyện mình thăm thầm bình minh lên lấp lánh chân trời. Tiếng chào mừng cành lá lá những giọt sương nước đầm đầm cho quân nào là những gió ơi nó lúc nào cũng đẹp lắm ai ơi, vì độc lập vì tự do vì đất trời ta tân giờ đời đứng xưa như tiếng sông vang dậy gọi mẹ yên lòng con dẫn anh quân ta. Cái
Rừng Kiều Sơn đã qua mùa tai la, con dân âm thầm chiến đấu xa quê. Có những hôm nào lòng mẹ tái tê, thương chúng con vượt qua hành quân gian khổ. Mẹ ơi lửa thăm thầu đã soi dục người lính trẻ, khi bọn xâm lăng hùng bắt phá cùng tàn. Con à, nhà đi à, mẹ chớ lo gì cho con à, con xa thành phố quê hương, xa căn nhà mái lá u tàn, còn đâu nghe tiếng nói của mẹ hiền, niềm tin con nguyện sẽ giữ gìn vô biên thầy hai nơi đó. Còn chúng con vẫn vui trên hành quân, bốn phương trời chúng con tung cánh chim, cho nước non á câu bình yên. Con sẽ trở về trong đoàn quân chiến thắng, mẹ Việt Nam ơi xin mẹ hãy yên lòng. Còn quân bảo ác xâm lăng, chúng ta thề quyết giữ gìn non sông, cho yên lòng mẹ cho vui từ khắp chiến trường nó hòa. Hồi nãy ca rồi phải không? Bây giờ tại vì mình đi núi làm hãy mình ca, bây giờ mình phải đọc giảng mới được chứ ca không được. Cho chạy với tay không đọc bài giảng, hai mươi câu của đầu cuối lại đánh cho người ta biết, ta biết mình là đi văn nghệ là phải ca hát, còn đi chùa đi miễu đi núi Thái Sơn dưới mà núi Ông Cấm thì mình phải đọc bài giảng nó hay nhiều hơn. Tại vì trước khi nói mình phải nói cái nhỏ câu này tí xíu, tại vì này là giúp vui chứ không phải là mình đi là mình diễn đàn. Nhưng mà dù dở dù hay dù gì chăng nữa, xin bà con cô bác cũng hành niệm lòng mà tha thứ, vỗ tay đi rồi. Rồi cái chúc cho bà con cô bác về dạng sự ý và mạnh khỏe, giàu sang, ước chi được tí, ước tiền có tiền, ước có hứa. Đặng có cho con cho cháu nhờ, giờ mình cho đọc bài 20 câu đầu cuối lại. Mô A Di Đà Phật. Đầu cuối lại cố quyền thất tổ, ngọ đáp ơn bao bảo sanh thần. Hai con quý Phật tu hành, cố quyền thất tổ lòng lành chứng chi. Lời Phật dạy từ bi bác ái, giả nhân từ quảng đại mở mang. Yêu chung con giữ gian toàn, tự dài chẳng dám lăng lòn. Như xưa sao đặng phước thừa của Phật, hồn nghe nhàng vượt khỏi tử sanh. Nguyện đem công quả tu hành, cứu trong tông tổ giảng sanh liên đài. Về Pháp quốc ngày ngày an lạc, cả giống vòng giải thoát lưng tầm. Rồi đem đạo Pháp quyền thâm, đổ trong sanh chung ít lầm ít mê. Cả dân dân đồng về Phật cảnh, chẳng liếng tàn áo ăn gác lường. Nguyện cầu chư Phật mười phương, niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Chờ phải không, cho đọc bài đi. Phải biết cái vụ này là không cho vô diễn dai rồi. Thôi chú để uống nước đi. Trời ơi ông ca mà đảo cái máy quay theo mà chóng mặt luôn á.
Dạ thưa cô bác thì thôi để con xin giới thiệu cái hang này chút xíu ha. Đây là cái hang điện kính gọi là cái hang rắn. Thì ở cái vách đá bên đây đó, nhìn cái mường tượng cái cục đá hình giống như cái đầu con rùa. Khi chung á thì chúng ta chung cái đường này và chỗ ra là cái phiến đá cái đầu con rắn là bên kia. À, cách đây phải chừng khoảng 20 mét. Mà cái đoàn mình đợt này không có chung. Nếu mà năm sau đó có cái thời gian đi đó cái mình cũng phải sắp xếp mình qua bên đây chung cho biết. Nhưng con lớ, lớ, để nhau tới quý vị mà có đi cái hang này mà không gặp con với Út Sinh đấy ha. Thì quý vị đi mình biết cái thế mình lên cho dễ. Là khi xuống hang đó là chúng ta xuống cái đường này. Rồi khi giữa trong cái hang đó nó rộng, rất là rộng lớn. Và khi đi lên trên á là cái đường rất chặt hẹp và cái chiều cao lên khoảng trên một thước và hai người đứng lên trên kéo. Và quý vị mà ai có đi xuống cái hang này đó nhớ nha, ai mặc quần thun đó là con vịn cho chắc vịn cái. Tại đợt đó con với ông Lưỡng kéo con già lên, ông nói siêu mỏng là đừng kéo mày ơi, con không kéo sang lên nó có quần tao vắng dưới rồi, được quần kho quần thun kéo ông cổ cũng kìm nó được, hai con nắm hai tay nè nó rét lên bắt đầu thôi. Nói vui vui đến đây con xin mời cháu xin để làm cái lễ phát tâm cho quý vị có ai mà bỏ thuốc bỏ rượu thì rồi xin mời chú Út đến diễn đàn. Út đâu rồi Út? Rồi. Mỗi một cái hang nó có cái điểm đi khó nhưng mà mình cố gắng. Anh Lượng đốt rồi Út. Bây giờ ai phát tâm bỏ vụ hút lại đây em chúng tôi cầu nguyện, lại trong đoàn cũng hưởng ứng luôn cầu nguyện luôn. Nãy đó ai? À, ai là đường phong trước? Thế ai? Nghe luôn. Ai lớn hả? Giờ phát tâm bỏ thuốc, bỏ rượu, bên quý bà thì bỏ chầu, bà kia có tưởng đâu bỏ chồng, bỏ chầu chứ không phải bỏ chồng. Ai bỏ cho bỏ gì bỏ nha, đừng bỏ em nha anh. Ơ à, chị, ơ. À. Bỏ rồi còn ai không? Coi cái trong đầu mình còn ai không, bỏ thuốc bỏ rượu không? Rồi bây giờ phát nhang cho những người đang bỏ rượu bỏ thuốc đi rồi rồi còn nhiều người ở ngoài ở bên ngoài mình cũng xứng ứng nha, mình cầu nguyện theo đâu quý vị, bà quý vị lông nón nha quý vị. Rồi vậy là có bốn người phải không, còn ai nữa không? Rồi còn ai nữa không? Đây là Phật. Lấy chim luôn. Còn thằng em nào nói là bỏ rượu gái xinh đâu rồi? Bỏ chọc gái. Bỏ chọc gái gì đó, đã có vợ rồi mà còn chọc gái nữa. Nó nói nó bỏ chọc gái đâu. Đâu rồi? Trốn rồi hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay chúng ta đến tại nơi đây cũng kính mời quý bà con cô bác ở bên ngoài đó cũng là mình cùng đồng hưởng ứng để cầu nguyện nhờ ơn trên đức Phật của thầy để tham quan để hộ độ cái đoàn của mình và đặc biệt nữa là những người đã phát nguyện bỏ rượu và bỏ thuốc từ đây trở về sau về nhà để lo tu tỉnh cho gia đình mình được hạnh phúc và được bình yên như là vợ con quê nhà. Nếu mà mình bỏ được những điều kiện đó thì gia đình của mình được an vui hạnh phúc, đường tu mình cũng được là vuông tròn nữa. Giờ hôm nay mời quý vị hướng về vị trí ngôi thờ các vị chư thần để chúng ta đồng xá ba xá. Mời quý vị đồng xá ba xá, đồng chắp tay dâng lên trán. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cụ Thành, Chư Vị Sơn Thành, Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay là vào ngày 24 tháng 9 năm Canh Tý, đoàn chúng con chút lát sẽ trở về nhà. Hôm nay đoàn
cầu nguyện ơn trên Đức Phật, các vị chư thần năm non bảy núi đồng hộ độ cho quốc thế dân an và bá tánh an cư lạc nghiệp. Đoàn chúng con cầu nguyện cho bà con ở miền Trung những nạn tai bão tố sẽ được bình yên vô sự, những người chết thì được siêu sanh vào cảnh giới an lành. Cầu nguyện cho đoàn hộ cho về nhà chuyến này mọi người trở về mạnh giỏi bình yên, gia đình trên thượng giới hòa và lo làm ăn và đường tu tinh tấn. Còn những người đã phát nguyện bỏ rượu bỏ thuốc, bắt đầu tên họ để nói lên. Tên họ gì? Con Phạm Vĩ Khang, con xin bỏ thuốc. Tên họ? Tên con Khanh. Gì vậy anh trai? Vậy anh trai. Nói bỏ rượu vậy nói. Con bỏ rượu luôn. Bỏ rượu luôn, nói lớn lên. Con Nguyễn Văn Dũng, nay 54 tuổi. Bỏ gì? Bỏ rượu bỏ thuốc. Tên Dũng, 54 tuổi, về bỏ rượu bỏ thuốc. Dũng Thanh Hiền, sinh năm 1973, nguyện bỏ thuốc bỏ rượu. Nguyện bỏ thuốc bỏ rượu, tên Hiền. Con bảo chức xin bỏ thuốc. Ở đâu? Nguyện chơi. Dạ đâu? Cả bài. Nguyện bỏ thuốc bỏ rượu, xin nguyện dạng tương. Nhờ ơn trên Đức Phật, các vị chư thần cảm ơn chứng minh hộ độ cho những người phát nguyện bỏ rượu bỏ thuốc ăn chay để về nhà được bình yên vô sự, gia đình được hạnh phúc, hộ độ cho những người có đủ cái sứ bền. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị gom hương lại. Sau diệt Phật kính thưa chú quý vị, vừa qua chúng ta đã thu hương rồi cắm lên ngôi thờ các vị chư thần và vừa xong, và kính mời quý vị bắt đầu chúng ta nương theo là thay vì bốn lại và mời quý vị đồng kính lễ kính Nam Mô A Di Đà Phật. Đồng kính lễ kính Nam Mô A Di Đà Phật. Đồng kính lễ kính Nam Mô A Di Đà Phật. Đồng kính lễ kính Nam Mô A Di Đà Phật và xá ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mời quý vị cổ vũ cho trỏ tay những người đã có một cái phát tâm mạnh mẽ để là phát nguyện dám bỏ những thói hư tật xấu ở tại trên núi này. Rồi bây giờ trong chương phút cuối này ai có muốn chụp hình mấy anh em trong đoàn á thì mời quý vị chụp một hai miếng đi ảnh đi để là gọi là chụp hình. Là đứng vô lỡ hài lỡ đứng vô ở nhà đi được. Rồi bây giờ bà con cô bác hả có chụp hình đó, chụp hình đem một cái tấm ảnh đi về, về làm kỷ niệm. Rồi còn chưa có ai chụp hình không? Rồi bây giờ tiếp theo ai vô chưa chụp kỷ niệm đó thì giờ bước vô đó. Rồi mai mốt đã có dịp để tôi cũng đi đó, ai có chụp hình bước vô. Rồi bây giờ đoàn chúng ta bắt đầu sang qua đây niệm cùng không đúng không quý vị? Rất nhiều nha. Rồi mời quý vị bắt đầu chuẩn bị.